Chào các bạn, hôm nay mời các bạn tập cùng mình bài cắt đôi nỗi sầu. Bài này có 8 tổ hợp, mỗi tổ hợp có 8 bước. Chân trái 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Nhìn lại tổ hợp 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Tổ hợp 2 bắt đầu từ chân trái 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lại tổ hợp 2 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 3 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lại tổ hợp 3 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 4 4, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Đi lại tổ hợp 4 4, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. Tổ hợp 5 bắt đầu từ chân phải 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lại tổ hợp 5 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 6 bắt đầu từ chân phải 6, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8. Đi lại tổ hợp 6 6, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8. Tổ hợp 7 bắt đầu từ chân trái 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lại tổ hợp 7 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tổ hợp 8 bắt đầu từ chân trái 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đi lại tổ hợp 8 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc tổ hợp 8. Bây giờ chúng ta đi lại từ đầu cho đến hết tổ hợp 8. 1, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5 và 6, 7 và 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5 và 6 và 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bây giờ chúng ta đi lại lần 2 nhanh hơn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kết thúc bài.